Vâng, và tiếp tục hôm nay Lê Tuấn vào trong này và đã bán xong chiếc Belarus mà ở ngã ba Cây Mía, đã bán xong cho các bác ở Tây Ninh. Đây các bác này. Và tiếp tục Lê Tuấn review lại, bởi vì chiếc đầu đi rồi thì còn lại dàn 3 và dàn 7. Và ra và dàn 7 và một cái dàn, tức là dàn vun luống. Đấy, thì Lê Tuấn tiếp tục để coi như là quay dàn vun luống và dàn chảo 3 và dàn chảo 7 của chiến binh. Đấy, còn đây là đã xong các bác nhá. Đấy, đã bán xong chiếc đầu Belarus này 920 hai cầu về Tây Ninh và để mặc lại. Đấy các bác. Đó. Chiều nay là chiều thứ ba các bác nhá. Đấy. Đã xong. Em đã về coi chồng. Đấy, và Lê Tuấn tiếp tục qua bên này review lại dàn chảo 3. Coi bác nào còn thích dàn chảo 3 của em nó và dàn chảo 7 thì các bác hãy alo cho em nha. Đấy, 0394 326 198, dàn chảo 3 và dàn chảo 7 nó như vậy bác này. Đấy, bất cứ dàn nào cũng vậy. Cũng phải mòn một bên chứ không phải là nó đẹp. Nếu đẹp thì khác đó, nếu đẹp thì mới. Còn chỗ nào nó cũng phải như vậy. Chứ nhiều bác là yêu cầu bảo này kia thì cái này thì tiền nào của đấy. Đấy, dàn chảo 3 này thì em hôm nọ em đo rồi. Đấy. Thì cái này là của A74. Đấy, và tất cả các đồ đây, đồ đều đây. Nó là như vậy. Đấy. Đấy nha, đây, nó như vậy. Đấy. Đấy, nó như vậy hết. Đấy. Đấy, nó như vậy. Em đã lên sóng 2-3 lần rồi bác nhá. Đấy, dàn này là kêu 19 triệu các bác nhá. Đấy, bác nào ấy thì alo cho em. Đây, bánh cái rất lớn. Đấy, và coi như là riêng nguyên si. Đấy, và riêng cái vanh chảo này nó chỉ có 63 thôi các bác nhá. Vanh chảo này 63 này. Đấy, vanh chảo này từ đây sang bên kia là 63. 63. Đấy. 63. Đấy, còn hình dạng của nó là như vậy. Đấy, em lên hôm nay thì tiếp tục các bác là bởi vì cái đầu đã bán rồi, thì còn lại 3 dàn. Dàn vun luống và dàn chảo 3. Và dàn chảo 7 bên này. Đây, và tí nữa em sang em quay cái dàn chảo 7 riêng cho các bác nhá. Còn em quay dàn chảo 3 xong em quay dàn chảo 7. Đó, báo giá dàn chảo 7 luôn. Rồi, và để tiếp tục thì các bác nào thích dàn chảo 3 thì cái này thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Chưa có một vấn đề gì. Đấy, từ ốc ác cho đến tất cả mọi thứ đây này, nó y như trong hình này này. Đây ốc này các bác nhá, lỗ này đã nguyên si. Đấy, hôm nay em qua bên này là đã bán được chiếc đầu xong rồi. Để còn dàn chảo. Đấy. Đây, và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác nào thích thì hãy điện thoại cho em 0394 326 198. Đây, còn chiếc xe này là đang lấy cái cánh cửa của em Belarus 920 các bác nha, hai cầu. Đấy, để bỏ xe để về. Đã xong. Đấy.